nhìn vàng đẹp quá các bác ạ. Có cả món măng nữa. Đây là nấm hương. Đây gọi là gia vị tương cái này. Bọn nó làm bẩn lắm bọn dân tộc cả. Đấy, đây chính áng độ thối rồi. Vừa nấy là mì chính à? Đây là mì chính. Đây là nước gừng ở chị Kiên. Rượu gừng. Một cái quay bên này. Căn bản cái này quay 4K còn cái kia quay 1080 nữa. Đây là đầu bếp chuyên quay tay công. Thank you.
từ nét lắm. Tóc mái cô vừa mới chảo mày mà. Mày quậy quá. Mày quậy. Đây thì nó cái ngát đứa còn mưa rồi đâu. Chuẩn bị mưa. Mày quậy quậy chả này với dọ thằng cơm điện thoại luôn. Quậy quậy không? Thì vàng lắm nữa, trên điện thoại vàng hơn. Bảy giờ. Ý, nhìn vàng đẹp quá các bác ạ. Quay lật lên này vàng. Ý, nhìn đẹp chưa này, làm kiểu ảnh. Con thủ đô đéo biết ăn đâu. Làm gì viết món này nhỉ? Làm kỳ công quá. Không phải khâu nhục đâu mà khổ nhục đấy. Khổ nhục. Xóa tất cả. Nó mà được nhánh. Hợp đi. Kém bạc. Nhẹ thôi. Nằm nghỉ em đi đó, ở vườn mai tối nè.
Thế bắt đỏ cánh cây đó. Nó không chịu về đâu. Đó cả. Cứ để nó chơi ở đây. Nấy mà nấu ở ngoài thì ngon không nhỉ? Nhìn ở ngoài đẹp hơn bao nhiêu. Đây là nhân. Khâu áp chót. Nhân là thằng mười bát rồi.
nồi rất là to, đựng được bao nhiêu đây, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15 bát. Giờ là còn đợi nổi lửa lên hấp cho khi nào chín thì anh em bỏ. Quá yếu, phi yếu. Okay. À thôi, đóng đi để tí. Bác nhân viên đi. Bây giờ là đã là 19 giờ các bác ạ. Khau nhục đây. Đấy. Chín rồi. Ôi thơm quá. Thơm thế. Vừa đấy thằng Khương trêu mình chứ, bảo là khau nhục chỉ có đám ma mới